Thủ môn Guatemala sai lầm, Messi ghi bàn dễ nhất sự nghiệp. Lionel Messi dễ dàng ghi bàn vào lưới trống khi thủ môn Guatemala chuyền bóng thẳng vào chân tiền đạo của câu lạc bộ Inter Miami. Phút 12, thủ môn Hagen của Guatemala chuyền bóng vào chân Messi. Chân sút 36 tuổi dứt điểm vào lưới trống để cân bằng tỷ số 1-1. Messi lập cú đúp. Hai bàn còn lại của Argentina thuộc về Lautaro Martinez. Kết thúc trận đấu, Argentina thắng Guatemala 4-1. Đây là trận giao hữu cuối cùng của Albiceleste để chuẩn bị cho Copa America. Ở Copa America, đội tuyển Argentina nằm cùng bảng với Peru, Chile và Canada. Thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni sẽ chơi trận ra quân gặp Canada vào ngày 21 tháng 6.